Dạ, nhà vườn Quỳnh Như xin kính chào cô chú anh chị cô bác gần xa đã đến với kênh lật TK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Quỳnh Như có một số cây kiển bonsai muốn chia sẻ với cô chú anh chị. Cô chú anh chị liên hệ với số điện thoại 0973 862 439. Dạ, em lên mã đầu tiên là mã 1H Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Dạ, chiều cao là 57, ngang là 74. Dạ, thân hoành. Thân hoành ở vị trí này là 30. Dạ, giá bán là 3,2 triệu. Cái này em cút chậu bó bầu. Dạ, em lên tiếp mã 2H, me chua miền Tây. Dạ, chiều cao là 60, ngang là 61. Ở vị trí này là 27. Dạ, giá bán là 1,8 triệu. Cái này em cũng cút chậu bó bầu. Mình tiếp mã 3H, Vinh Sam siêu bông. Dạ, chiều cao là 40, ngang là 53. Ở vị trí này là 22. Dạ, giá bán là 1,8 triệu. Cái này em ship luôn cả chậu. Dạ. Em lên tiếp mã 4H gừa bông. Cao là 64, ngang là 76. Dạ, thân hoành ở vị trí này là 29. Dạ, giá bán là 900. Cái này em cút chậu bó bầu.
Dạ em lên tiếp mã 5H Mai Chiếu Thủy Trung Ngưu. Dạ chiều cao là 50, ngang là 49. Thân hoành ở vị trí này là 24. Dạ giá bán là 1,8 triệu. Cái này em cũng cút chậu bó bầu. Lên tiếp thêm một Mai Chiếu Thủy Trung Nu mã 6H. Dạ chiều cao là 58, ngang là 46. Thân hoành ở vị trí này là 18. Dạ giá bán là 1,7 triệu. Cái này em cũng gút chậu bó bầu. Dạ em lên tiếp thêm một mã 7H Mai Chiếu Thủy Trung Nu. Dạ chiều cao là 36, ngang là 43. Dạ thân hoành ở vị trí này là 18. Dạ giá bán là 1,5 triệu. Cái này em cũng gút chậu bó bầu. Em lên tiếp cho mình mã 8H Tùng La Hán. Dạ chiều cao là 48, tán bay là 56. Thân hoành ở vị trí này là 11. Dạ giá bán là 900. Cái này cũng bút chậu bó bầu. Dạ mã 9H Trang Vàng. Lá nhỏ nha. Dạ lá nhỏ. Dạ chiều cao là 24, ngang là 30. Dạ thân hoành ở vị trí này là 15. Dạ giá bán là 1,1 triệu. Cái này em ship luôn cả chậu. Mã 10H Linh Sam Song Hinh. Dạ chiều cao là 56,
ngang là 36. Thân hoành ở vị trí này là 14. Xét dưới 14. Dạ. Hoành đế là 21. Dạ, giá bán là 900. Cái này em cút chậu bó bầu. Dạ, mã 11H Linh Sam Song Hinh. Dạ, chiều cao là 52. Ngang là 50. Thân hoành ở vị trí này là 15. Dạ, giá bán là 900. Cái này muốn chậu bó bầu. Dạ, mã 12H Linh Sam Hương Đài Loan Sam Phoi. Phoi nha. Dạ. Sao cái cành đổ xuống đây? Dạ, cành đổ. Dạ, cành đổ là 24. Dạ, quanh đây. Quanh vị trí. Dạ. Hoành ở vị trí này là 20. Cũ. Hảo hảo ha. Dạ. Hảo. Nó bị năm mấy ha? Dạ. 57 thôi. Dạ, 57. Dạ, giá bán là 1.3 triệu. Cái này em ship luôn chậu. Dạ, mã 13H Toàn Thân. Dạ, chiều cao là 40. Ngang là 38. Mình thân ở vị trí này là 14. Dạ. Cũ ở vị trí này là 37. Dạ, giá bán là 700. Cái này em hút chậu quá bầu.
Lên tiếp cho mình thêm một càng khôn ghép cam mỹ mã 16 ha. Dạ chiều cao là 40. Ngang là 34. Dạ hoành cũ là 25. Dạ giá bán là 850. Cái này em gút chậu bó bầu. Em lên tiếp mã 17H, khế chua ghép khế nhật. Chiều cao là 32. Ngang là 49. Hoành thân ở vị trí này là 15. Dạ giá bán là 700. Cái này em bút chậu bó bầu. Đang có trái. Dạ em lên tiếp mã 17H, khế chua ghép khế nhật. Dạ chiều cao là 36. Ngang là 44. Hoành thân ở vị trí này là 15. Dạ giá bán là 700. Cái này em bút chậu bó bầu. Cây này cũng đang có trái nha cô chú anh chị. Dạ mã 18 ha. Dạ em lên tiếp mã 19H, kim quýt. Dạ kim quýt zin. Dạ cao là 42. Ngang là 52. Thân hoành ở vị trí này là 13. Dạ giá bán là 700. Cái này em gút chậu bó bầu. Em lên tiếp cho mình thêm một cây kim quýt zin mã 20H. Dạ chiều cao là 33. Ngang là 30. Hoành thân ở vị trí này là 15. Dạ giá bán là 700. Cái này em gút chậu bó bầu. Dạ mã 21H, kim quýt zin. Chiều cao là 34. Ngang là 30. Hoành thân ở vị trí này là 14. Dạ giá bán là 700. Cái này em ship luôn cả chậu. Dạ mã 22H, xăm núi trái. Đấy,
Dạ chiều cao là 10 20. Cành đổ là 38. Dạ. Hông quanh ở vị trí này là 8. Dạ, giá bán là 1,1 triệu. Cái này em ship luôn cả chậu. Dạ mã 23H mai chiếu thủy nuôi gò công. Dạ chiều cao là 35. Ngang là 40. Thân hoành ở vị trí này là 16. Dạ, giá bán là 900, cái này em rút chậu bó bầu. Dạ, mã 24H, mai chiếu thủy nuôi gò công. Dạ cao là 48. Ngang là 35. Dạ thân hoành ở vị trí này là 18. Dạ giá bán là 900. Cái này em rút chậu bó bầu. Dạ, mã 25H Kiều Hùng. Dạ, chiều cao là 48. Ngang là 39. Dạ hoành thân vị trí này là 10. Dạ giá bán là 500, cái này em rút chậu bó bầu. Dạ bên tiếp mã 26H Kiều Hùng. Dạ chiều cao là 47. Ngang là 56. Hoành thân ở vị trí này là 10. Dạ giá bán là 500. Cái này em cũng rút chậu bó bầu. Dạ mã này cũng là mã cuối cùng bên em. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Mong cô chú anh chị ủng hộ bên nhà vườn Bình Như.